Em mê nhất là cái phần nào? Dạ phần nhận quà ở phần cuối. Mai sức tưởng tượng của tôi. Trời ơi, tôi tưởng đâu. Em mê nhất chương trình đó là nhờ có hai MC duyên dáng. Hoặc là mê cái phần mà nói xấu nhau. Mê cái phần nhận quà. Chúng mày dính cái cướp rồi đó. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Vân Hoàng, năm nay em 28 tuổi, hiện là kỹ thuật viên thang máy và sắp chuyển qua bên kinh doanh. Em kinh doanh thang máy luôn đúng không? Không, kinh doanh em lại chuyển qua bên làm sơn nước. Ồ, kỳ vậy. Làm riêng. Rồi, dạ. Vậy là tôi đoán là cô vợ chắc làm bên sơn nước đúng không? Dạ không ạ, em là Duyên, em 28 tuổi, em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Anh hỏi nè, dạ. Hai em có xem chương trình Vợ Chồng Son thường xuyên không? Dạ có. Vậy thì cơ duyên nào mà các bạn quyết định tham gia chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay? Thật sự thì chồng em mới là người thích chương trình này. Mỗi lần mà đến khi mà chương trình phát ở trên truyền hình á, thì anh này là người xem, em thì chỉ thích coi phim thôi. Nhưng mà anh cứ đòi xem thì em xem theo, từ từ rồi mê luôn. Em mê nhất chương trình Vợ Chồng Son ở điểm nào? Dạ tại em thấy có nhiều cặp anh chị tớ tế vui vui. Em mê nhất là cái phần nào? Dạ phần nhận quà ở phần cuối. Ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trời ơi, tôi tưởng đâu. Em mê nhất chương trình đó là nhờ có hai MC duyên dáng. Hoặc là mê cái phần mà nói xấu nhau. Mê cái phần cũng quà. Chúng lại dính cái cướp rồi đó. Em, dạ. Em thích cái chương trình Vợ Chồng Son ở cái điểm nào? Đừng nói phần quà nữa nha. Dạ không. Ông em xem thì thấy đến phần chia sẻ hai vợ chồng cái này cái kia thấy em thấy hay lắm. Có nghĩa là tâm lý của mình sẽ được giải tỏa ra. Rồi bây giờ chúng ta vào chương trình. Anh muốn hỏi nè, lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu? Và tình yêu của các bạn nảy nở như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau là cách đây khoảng 10 năm rồi. Đó là ngày mùng 5 Tết á. Anh này với lại một nhóm bạn, là trong đó có bạn chơi cũ của em, hẹn hò là đến nhà em để rủ em đi chơi. Thì lần đó là lần đầu tiên gặp nhau. Rồi ấn tượng như thế nào? Ấn tượng thì anh này đi chơi mà cứ ngủ thôi à. Ngồi trên xe cũng ngủ, đi đến chỗ này chỗ kia là cứ ngủ thôi. Thì mãi sau này mới biết hôm đó em bị bệnh, uống thuốc cho nên là buồn ngủ. Ấn tượng đầu tiên của em chỉ có vậy thôi. Là ổng ngủ. Dạ. Cái đợt đầu tiên gặp mặt là em cũng không có ấn tượng anh gì. Ngủ thôi. Có nghĩa là em có ấn tượng nhiều với cái bạn này không? Dạ cũng không. Hồi đấy thì nhìn vợ em nó trẻ trâu, nhỏ, tóc tai, người buồn cười lắm. Mà cái thời gian nó đi chơi thì lại là người yêu cũ của thằng bạn mình nữa, nên mình cũng ngại đúng không? Cũng không để ý gì, ok bạn người yêu của bạn mình chứ của mình đâu, mình để ý làm cái gì. Lúc đó là người yêu của thằng bạn mình hay là người yêu cũ của thằng bạn mình? Thì vợ em lúc đấy là người yêu của thằng bạn em. Ngay thời điểm đó vẫn còn đang là người yêu. Dạ không, cũ rồi, lúc đó cũ rồi. Cũ rồi. Cũ rồi, có nghĩa là chia tay. Trước đó là yêu người yêu cũ của bạn gái, đúng không? Gặp này là yêu người yêu cũ của bạn trai. Thấy không? Rồi, bao lâu thì bạn yêu nha? Kể từ cái buổi mà đầu gặp gỡ. Khoảng 1 năm sau, vợ em thì lên Sài Gòn học, còn em đi học ở dưới Long Thành. Thì chỉ có tháng hay tháng em mới lên nghỉ lần. Với lên đây chơi lần. Vậy thì khó khăn quá đúng không? Dạ. Yêu xa như vậy có cảm thấy nản không? Thật sự thì lúc đó cũng em cũng chưa có yêu gì anh này nhiều đâu. Lúc đó mình đang còn buồn vì cái chuyện tình yêu cũ á. Thì có anh này ảnh hay quan tâm hay hỏi han. Thì mình cũng chia sẻ. Cho nên lúc đó đối với em thì cái chuyện yêu xa cũng không có gì là khó khăn hết. Bình thường đúng không? Dạ, bao lâu thì em mới yêu anh? Hơn nửa năm sau á. Thì có một lần là anh này á chở em về nhà của ảnh á, thì hai đứa bị tai nạn. Ai? Dạ cả hai luôn, đi cùng một cái xe. Em chở bạn gái về để cho bố mẹ ở nhà chơi cho biết. Nhưng mà trên đường đi về được nửa đường thì tai nạn. Trời mưa trơn cho nên tự té. Dạ. Thì lúc đó tay em là bị trật. Còn anh này là bị vỡ cái xương bánh chè. Nhưng mà ảnh cứ lo em thôi, chở em đi tới chỗ này chỗ kia để lo cái tay em. Còn dạ đúng rồi. Vẫn chở em vẫn đi bình thường, xong dạ. Em mới về.
Thì đếm đêm mà nhà đau quá nó chịu không nổi rồi, nhưng mà vẫn giác ở nhà không cho mẹ biết. Đến sáng sớm thì mẹ biết chuyện, mẹ chạy xuống. Thì cái chân nó sưng to quá rồi. Cái với trở ra ngoài kia đi hút máu bầm với đi chụp phim báo bột. Dạ, tại nhà... vì lúc đó là em thấy ảnh vì đọc em mà ảnh giống như lúc bất đó ảnh quên đi cái đầu của ảnh á, cho rồi. Nên là kể từ lúc đó em mới cảm thấy là em đọc thương ảnh. Dạ. Rồi lúc bị bó bột rồi có vẫn tiếp tục đi thăm bạn gái mình không? Dạ không, chỉ có lâu lâu mẹ chở đi ra ngoài đi khám thì nhà bạn này ngoài huyện. Thì là bạn này tranh thủ chạy lại thăm bạn này. Dạ, chạy lại mà đi đi cũng không được, gãy tay cũng không đi được. Thì thì lại nhờ một đứa em đạp cho đạp chở đi ra co ra ra thăm xíu. Đứa gãy chân, đứa gãy tay đúng không? Trời ơi. Cái chuyện mà hai đứa bị tai nạn đó thì đến bây giờ luôn ở bên nhà ngoại á thì ba mẹ em cũng không biết. Đến bây giờ mới biết. Đến bây giờ hôm nay mà nói thì hôm nay mới mà biết. Dạ, tại vì lúc đó là em sợ nói ra là nếu mà đi với anh này rồi ba mẹ em, nhà em sẽ có cái ác cảm với ảnh là tại vì làm con gái mình bị như vậy. Bữa nay mới biết luôn rồi. Dạ. Rồi hai người yêu nhau bao lâu thì cưới? 6 năm. 6 năm, bây giờ cưới được bao nhiêu năm rồi ta? Dạ, bây giờ hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm. Mấy bé rồi? Dạ, em đang có một bé 9 tháng tuổi rồi. À, rồi. Bây giờ bắt đầu tới cái đại hội dịch mặt. Tới cái phần này là chắc là các bạn không thích nè, nhưng mà tôi vẫn hỏi bởi vì đây là đặc sản của chương trình tôi. Rồi cưới nhau về thằng này tính xấu nhiều. Hồi trước á, lúc yêu nhau á thì ảnh tỏ ra là quan tâm nhiều lắm, tức là thể hiện ra bên ngoài luôn. Tỏ ra là cái chữ giả bộ trong đó rồi đó, tức là ảnh thể hiện ra bên ngoài luôn. Nhưng mà kể từ khi cưới rồi á, em thấy cái đó không còn nữa. Tức là ảnh hời hợt hơn, vô tâm hơn. Như hồi xưa khi mà em giận lên cái là ảnh quắn đít lên liền. Cứ... giờ giận sao? Giờ cứ kệ em thôi, em thích thì giận, kệ luôn. Vậy á. Chứ bây giờ năn nỉ luôn hả? Dạ, thì cái tần suất năn nỉ nó càng ngày càng giảm dần đi. Làm cho em cảm thấy là anh này không còn thương em như hồi trước nữa. Có nghĩa là bây giờ là hời hợt. Dạ. Không chịu năn nỉ. Không phải đâu, cái đấy là do vợ em nghĩ vậy thôi chứ thật không? Đúng rồi, thật ra là không có chuyện như vậy. Nhưng mà vợ em nhiều khi cứ nghĩ vậy. Rồi, tiếp theo nữa đi, còn cái gì nữa không? Dạ, còn nữa là anh này ảnh có lỗi gì á, là ảnh không có chịu xin lỗi đâu. Tính em á thì em thương ảnh á, cho nên là em dễ bỏ qua lắm. Chỉ cần ảnh nắm tay em nói anh xin lỗi, anh thương em gì đó vậy thôi là em bỏ qua hết à. Còn này không có đâu, hồi xưa thì có mà giờ là thôi. Với lại dạo gần đây là hay đi chơi lắm, tranh thủ là khi nào mà rảnh cái là anh đi đây tí, anh đi cà phê tí, rồi anh đi nhậu tí, mà đâu có biết nhậu đâu. Đi chơi đêm không? Dạ thì cũng có đi chơi khuya khuya rồi về. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ chỉ có vậy thôi. Thôi để cho ông chồng luôn đi, đã lỡ qua tới ông chồng rồi đang sẵn đà nói luôn. Vợ em đi chỉ cứ suy diễn lung tung rồi lâu lâu hay nói to với chồng. Em là cực kỳ là ghét những người mà nói to với mình, hay là cái cảm giác như em đang bị quát hay bị làm sao là em bực mình lắm. Nhưng mà chồng em có nói to với em không? Dạ không. À, tiếp. Rồi, đúng rồi, em chỉ có bực mình nhất là cứ em đi với bạn bè hay là em đi khuya đi khách hàng gì này kia về là nhằn hay là trước khi đi em nói đi đâu cái là cái mặt hành sự đi á, ý là giận lên là để em không đi. Em thấy vậy em càng đi à. Vậy mỗi lần chồng em đi vậy em tức không? Dạ tức lắm, không nói chuyện với ảnh nữa, chiến tranh lạnh luôn. Mà tức quá chịu không nổi, nhắn tin đại loại là bây giờ anh có về không, hay là muốn làm sao, nhắn tin rồi ảnh không trả lời luôn. Tự tức vậy đó. Nhưng mà bây giờ trong đầu em là em nghĩ chồng em đi đâu? Dạ em cũng biết là ảnh cũng có đi chơi với bạn bè, nhưng mà em muốn là ảnh tiết chế lại mấy cái chuyện đó. Tức là ảnh cứ tranh thủ cái thời gian nào rảnh là đi vậy đó. Một tuần là 7 ngày thì cũng phải ảnh đi hết 6 ngày rồi. Chỉ còn ngày kia là cũng lượn đi chừng nửa tiếng rồi về. Tại vì công việc em là đi thật nên em mới đi chứ. Nhiều khi đâu phải là em muốn đi đâu. Nhiều khi hẹn người ta rồi ra quán cà phê rồi hẹn nói chuyện xíu nữa phải ra. Ra xong thì đi về thôi chứ có đi đâu đâu. Rồi nhân đây hỏi luôn, vậy thì em có mong muốn vợ em thay đổi những cái điều đó không? Có chứ anh, muốn vợ em là đừng có nghĩ anh như này như kia nữa. Rồi nói chuyện với khách hàng với nhân viên thì nói nhỏ nhẹ ngọt ngào lắm. Còn về nói chuyện với công cục lốc rồi, em nói thì chả bao giờ được câu dạ nữa. Ừ không như này như kia, ừ, trả lời cục lốc vậy ai chịu nổi. Mà nói chuyện với người ta thì ngọt ngào nhẹ nhàng lắm. Đó, thế thôi, em chỉ có mong vợ thôi chứ ngoài ra vợ em cũng không được. Em có ngọt ngào với vợ em không?
Em có chứ anh, em nói chuyện nhẹ nhàng là ngọt ngào lắm. Vậy sao nó em ơi, anh muốn em già với em. Anh hỏi vợ em không biết bao nhiêu lần rồi. Anh sẽ nói vậy nè, chồng gọi mà nói vậy đó hả? Anh cũng nạt em lại vậy á, thì em đâu dạ đâu, lâu lâu em quên em mới dạ thôi. Ừ. Lâu lâu quên dạ cái xong bịt mồm nữa, cười 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 khà khà rồi quên. Rồi giờ mong muốn sẽ thay đổi điều gì? Em muốn chồng em á là bớt đi chơi lại, dành thời gian nhiều hơn cho con. Em chỉ muốn là chồng em vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Chị thấy vậy nè ha, em á thì là mục đích là em thấy vui vui, em muốn lên bóc quà đúng không? Đó, nhưng mà chồng em thì khác nha. Chồng em á là chồng em thích cái phần chia sẻ đó. Dạ. Nãy giờ là chồng em đã chia sẻ rất nhiều rồi đó, những cái điều mà tại sao anh lại như thế thế, những điều anh muốn. Thì em là em chưa chia sẻ đâu, nãy giờ là em chỉ kể những cái mà anh Thuận hỏi hay là chị hỏi thôi. Thực lòng em á, em muốn ở chồng em điều gì em nói đi. Chứ bây giờ ở nhà là không có cơ hội nói đâu. Đó, chị nói thiệt. Cái quan trọng nhất á là em muốn ảnh là dành thời gian cho em và con thôi. Còn lại mấy chuyện khác á, em cũng biết đôi khi em cũng có sai trong đó. Là em hay quát ảnh á, tính ảnh là thích người ta nhỏ nhẹ thôi. Mà em chắc do cái volume của em nó hơi lớn, cho nên là ảnh hiểu lầm là em nạt ảnh. Tại vì chồng em nói là em nói chuyện với người khác thì rất là nhỏ nhẹ, chỉ nói chuyện với chồng em là nói lớn thôi à. Dạ. Anh ganh á, ganh á, ganh với khách hàng. Dạ, thì nói chuyện với khách hàng thì phải nhỏ nhẹ, nhưng mà do là ảnh bằng tuổi em á, với lại là hai đứa quen nhau là ban đầu là bạn bè thì cứ gọi nhau như vậy quen rồi, giờ kêu em Vân dạ khó lắm. Thì biết là khó, nhưng mà đó là cái nhu cầu mà rất là chính đáng của chồng á. Sao em không đáp ứng? Đôi khi người ta nói một chút xíu nói dối mà để cho cái đối phương của mình á, người ta vui thì mình cũng nên. Trời, mình cũng tuyệt vời lắm luôn á này. Với lại chị nói về nè, em nên tin tưởng chồng em. Đừng có suy diễn thì khổ mình lắm. Chứ ổng đâu có khổ đâu, ổng chỉ bực thôi. Đúng thực rồi. Sự ổng bực, nhưng mà mình mới là người khổ. Tại sao đó, mình phải chuốc cái khổ cho mình. Nhiều khi em cũng nói như vậy, đừng có nghĩ ông Tung làm gì cho nó mệt người ra. Mà tại không nghe. Thực ra cái điều mình muốn là cái phần hồn của chồng mình, đâu phải phần xác đâu. Đúng không? Thôi bây giờ nè, cái điều chồng em muốn đó là cái sự ngọt ngào của vợ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy thì nhân đây hứa với chồng ngọt ngào xíu đi. Dạ. Thôi đứng lên cái đi. Đứng lên cái mình làm cái cho sụp tủ rồi. Đó. Dạ, em hứa nóng là... Đi, nhìn nóng đi, đừng nhìn nắng. Em không hứa anh đâu. Xin hứa là từ giờ em sẽ cố gắng dịu dàng hơn với anh, để cho anh vui rồi anh dành thời gian cho mẹ con em nhiều. Rồi anh cũng hứa với em là từ giờ sẽ bớt đi chơi, bớt bạn bè cà phê, pháo, nhậu nhẹt, là sẽ ở dành thời gian cho con với cho em nhiều hơn. Đấy, thế chưa? Nắm tay cái đi. Tuyệt vời, nắm tay anh thật chặt. Rồi, hy vọng cái lời hứa này không phải là cái lời hứa suông, mà là cái lời hứa nó phải theo các bạn vĩnh viễn luôn ha. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc, răng long đầu trọc lóc. Cảm ơn anh chị ạ. Xin lỗi Liên nha, hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền. Cứ đi chơi với mình đi, đãi cho. Đơn phương một bên thích còn em vẫn ghét hả? Em muốn cướp bản thân lại thôi ạ. Mời quý vị cho một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ vâng. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Văn Thành, năm nay em 28 tuổi, hiện đang làm bán hàng. Còn dạ, em? Còn em tên thật là Nguyễn Thái Hồng Uyên, năm nay em 28 tuổi. Em có đi làm hồi trước nhưng mà bây giờ em đã theo học lại nên giờ em là sinh viên cao đẳng của Kinh tế Đối ngoại theo khoa chuyên ngành là Kế toán doanh nghiệp ạ. Tụi em gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Tụi em đã quen nhau được 10 năm ạ, cưới nhau mới được 6 tháng hả? Quen nhau 10 năm mà cưới nhau 6 tháng, hay vậy? Có những người mà quen cái là tháng sau cưới liền, các bạn tới 10 năm sau. Ôi ôi. Tụi em là mối tình đầu với nhau ạ. Rồi, bây giờ chúng ta hãy kể cho nhau nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ, như vậy, cái bạn thân của vợ em á, thì là học chung với em được một năm, là năm lớp 12 thôi. Thì bạn đó cũng có nói thích em nhưng mà em không có ấn tượng gì về bạn đó hết. Thì bạn đó cứ đeo theo em hoài à. Wow. Rồi trong một cái lúc bữa thì ra chơi thì em ngồi em đọc chuyện trong căn thư viện á, thì bạn ấy có dẫn vợ em tới giới thiệu đây là bạn thân của mình. Ấn tượng đầu tiên em nhìn với vợ em thì cũng rất là bình thường, giống như là hai bạn chào hỏi quen biết nhau thôi chứ không hề có ấn tượng gì hết. Là ấn tượng nhất thì chủ yếu là cái ngày 20 tháng 11 á, thì cái ngày đó là em ấn tượng vợ em. Là cái bữa đó xui có một cái như vậy.
xui con cái như vậy. Dạ. Cái bữa đó có hẹn đi chơi với vợ em, bạn bè thôi, em không có ý gì hết. Nhưng mà đến gặp em xong nói trời hôm nay Uyên dễ thương quá, em cũng nở mũi luôn ạ. Cái câu thứ hai là xin lỗi Uyên nha, hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền. Mình thì có tiền đi xe buýt rồi, đến đây là hết tiền rồi, thôi hai đứa đi về ha. Trời ơi, em nghe xong em hụt hẫng lắm ạ, các em tức quá, nói cứ đi chơi với mình đi. Đãi cho, bao nhiêu tiền trả hết. Em thích vậy từ cái bữa đó đó. Thứ nhất là vợ em phóng khoáng. Tại vì thường hồi xưa đó, em đi học em thấy mấy bạn là cũng là hay tính lắm. Kiểu như đi chơi với anh trai là để anh trai trả tiền, để anh trai tính tiền. Ở trong cuộc đi chơi đó là hai người thích nhau đúng không? À, nhưng mà đơn phương một bên thích, còn em vẫn ghét. Tại vì em muốn phá cái cuộc tình này của bạn thân em. Em muốn cướp bạn thân lại thôi ạ, chứ em không có ý gì hết ạ. Coi như em muốn cướp bạn thân là bạn gái của em đó. Dạ, bạn đúng thân đó. Nhưng mà vô tình là em cướp luôn người yêu, người mà bạn gái em yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên mới bị mang tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Tới như sau vậy này thì chính thức gọi là thích nhau rồi. Thì là cái giai đoạn đó là đang lớp 12 phải không? Dạ, dạ đúng ạ. Kể đi, kể những cái sóng gió trong tình yêu học trò coi. Em ở trường thì cái học sinh của em này thì hơi bị hiếu động, có thể là mang là những cái thành tích nó bất hảo ở trường, cho nên nó là khi em hay đi với nhau thì thầy cô trong trường cũng để ý, tại vì vợ em lúc đó là một học sinh ngoan hiền, em thì là một học sinh cá biệt của trường. Ba em đi rước vợ em vô tình đó là ông ấy có cái nhìn không tốt về em rồi, cộng với lúc đó là em để mái tóc hai mái của đang trường em, mà cái lúc đó là vô tình cái kiểu em để nhìn nó bậm trợn quá đi là ổng nhìn ổng càng là ngứa mắt nữa. Dạ, cho nên là thấy vợ em nó quen em không cho, mà vì vậy em vẫn cứ quen, cũng hai đứa cứ đi về chung, đi học chung, đi suốt, thành ra là nói không được, thành ra mới dùng cái đòn roi tới quýnh vậy. Dạ. Đánh dữ không? Có, khoảng thời gian áp lực lắm á, em mới bắt đầu em bỏ nhà đi tổng cộng là 5 lần đó. Tới lần thứ 5 là ba mẹ em không kiếm em lại nữa. Có nghĩa là em bỏ đi tới lần thứ 5 là coi như ba má không đi tìm em luôn á. Dạ, lần đúng thứ à. Nhất là như thế nào? Lần thứ nhất thì ba em chỉ nói thôi, ba em chỉ la thôi à. Nhưng mà tại em tức quá em không biết là phải giải thích như thế nào để cho ba hiểu. Rồi cái em buồn quá cái em bỏ đi. Rồi lần thứ 2? Dạ lần thứ 2 là vẫn tiếp tục đi nữa, ba em lại thấy nữa. Lần này là bắt đầu ba em lại nhằn nhằn nữa, mà nhằn nhiều hơn nữa. Mà em nói không lại nên tức quá em bỏ đi tiếp ạ. Và em ra tiệm nét em ngồi thôi, vô tình thì có bạn thì họ khuyên em nên về rồi ba em tới rước ạ. Tới lần thứ 3 là em bỏ qua nhà bạn này ạ. Gần 11 đêm em đi bộ qua nhà bạn này, kêu bạn này xuống. Bạn này cũng xuống, bạn nói hết hồn luôn, thấy em. Bạn nói thôi thôi đứng ngoài đợi mình tí, để mình coi gia đình mình còn ai ngủ chưa. Nếu mình ngủ hết rồi thôi để mình cho bạn vô nhà để ngủ nhờ. Mình cho bạn. Rồi nhưng mà một đi là không trở lại luôn ạ. Đi vô ngủ luôn ạ. Em ngồi ngoài ạ. Trời ơi, nó ngủ ngoài chỗ buồn ngủ quá, em vô ngủ luôn. Em ngồi chơi với mấy con mèo hoang luôn. Khoảng chừng một tiếng, hai tiếng sau, mẹ của bạn này thì có sạp ngoài chợ Tân Định. Bà ấy bán cho tới 2 sáng bà ấy về thì thấy em ngồi. Hỏi phải Ni không? Cái em nói dạ. Cái rồi ủa sao ngồi đây? Dạ tại con bỏ đi, con mới gặp Khoa. Ủa Khoa đâu? Dạ Khoa vô nhà mà Khoa nói con đợi mà con không thấy Khoa ra. Cái má Thúy mới lực đực chạy vô hỏi Khoa. Xong rồi lên thì lát sau con thấy chồng xuống, chồng nói một câu xin lỗi nha, nãy giờ ngủ quên. Không, em có tâm ghê nha. Có tâm hết sức luôn à. Rồi còn lần thứ 4. Lần này là tụi em ngủ ở công viên. Nhưng mà tại sao bạn này lại đi? Vợ em bữa đó có gọi điện cho em, nói là cũng bị ba đánh nữa. Em qua em an ủi rồi em chở đi ăn uống. Xong em kêu chở về nhà nha. Rồi nhưng mà vợ em nói là bây giờ về là bị đánh nữa. Thì thành ra lúc đó là không dám về. Cái gặp hai chị em dìm vòng chút xíu thì lại mưa to. Rồi lúc đó cũng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Mà túi thì chúng có 10 mấy 20 ngàn, hồi học sinh thì em không có tiền. Cái là tụi em phải ra công viên là hai đứa ngồi tới sáng luôn. Thì cái lần thứ 5 á là học xong lớp 12, em mới nói vợ em là bây giờ là học xong có lấy cái bằng đi. Rồi lần này nếu mà nói chuyện với gia đình không được, ba mẹ không hiểu nữa, thì để Thành để dành tiền, Thành mướn cái phòng trọ ngoài. Ra rồi phải ra trọ ngoài, rồi hai đứa mình đi làm kiếm tiền, để sau này khi mình chứng tỏ cho ba mẹ thấy là hai đứa mình có đàng hoàng chứ không có gì. Để ra ngoài vài năm đi, sau này gia đình nhìn nhận lại con người của em. Có nghĩa là lần thứ 5 bị đánh là coi như em đi luôn đó. Lần thứ 5 em không có bị đánh, là chỉ ba em chỉ bắt đầu dùng lời nói. Nhưng mà tại em quyết định rồi á, em bỏ đi là em chỉ muốn chứng minh cho ba em biết là em có thể tự lập được. Nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là hai vợ chồng em hết đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, em đã tốt nghiệp lớp 12 rồi ạ. Rồi tụi em mướn phòng. Dạ đúng. Em thì vẫn ở gia đình em, mà em mướn cái phòng cho thuê ghép á, gần nhà em để mà tiện qua lại. Rồi tiền ở đâu ra? Cái tháng đầu tiên là mỗi ngày em tích góp cái tiền mẹ cho mỗi ngày đi học á, ăn uống á. Em nhịn em không ăn uống để dành đó. Để dành một tháng được 200 ngàn là đủ là cho ghép một tháng. Thì em tính là ở một tháng là đầu ra là hai đứa là đi làm phục vụ làm gì đó kiếm tiền rồi đắp thêm. Sau một năm thì em có qua nhà bạn chồng em chơi, bà ngoại của chồng em.
Nó tôi rất là dễ thương luôn ạ. Nói câu gì sao? Là nói là thằng Khoa nó trên gì gì đó, dưới gì đó. Trên răng dưới dép hả? À, đúng không? Trên răng dưới gì dép. Vậy mà sao mà có gì đâu mà sao cứ theo nó hoài vậy? À, cứ dính như Sam luôn á. Cứ dính như Sam hoài à. Thì thành ra là cũng thấy là hai đêm cả năm rồi. Thì xong rồi bà ngoại mới cho phép là thôi kêu Ni về đây đi, ở đây. Giờ ngoại con nó như con cháu dâu. Thì kêu về đi, ở đây đi. Ngoại lo cho rồi hai đứa lo mà ăn học rồi này tiếp. Rồi sau khi em về ở với bà ngoại chồng thì là như thế nào? Bà tạo thoải mái cho em rất nhiều. Không phải bà nữa mà là cả ông và cả mẹ chồng luôn ạ. Rồi bạn này có thường xuyên ngủ lên? Dạ không ạ, khoảng thời gian đầu là em ngủ với mẹ chồng ạ. Vẫn ngủ riêng? Dạ vâng ạ. Trong sáng? Dạ vâng ạ. Rồi tới bao lâu thì tụi em mới chính thức là lấy nhau? Được cho phép ngủ chung ạ, là khoảng sau 5 năm ạ. Lúc đó mẹ chồng và cả bà ngoại thì cho phép ạ. Sao lúc đó mình không làm đám cưới luôn mà để tới mãi sau này là mới cưới có mấy... Sao Thành? Tại là gia đình bên kia vẫn chưa chịu mà. Nhưng mà lúc mà em về ở bên nhà Thành là bên ba mẹ em có biết không? Dạ em nghĩ là họ biết nhưng mà em né, em không có gặp họ. Tại em hơi sợ, em cũng không biết phải đối mặt với ba với mẹ như thế nào. Tại em đã mang tiếng là con gái bỏ đi rồi mà bỏ đi theo trai nữa hả? Nhưng mà rồi tới lúc mà tụi em cưới là mới đây đúng không? Dạ. Là đúng được ấy, thì lúc đó là ba mẹ đã đồng ý chưa? À, tụi em đăng ký kết hôn là ba mẹ đã đồng ý rồi. Mà bây giờ bên phía gia đình em rất là thương chồng em và thương hơn cả em luôn ạ. Nhưng mà bây giờ thì ba mẹ em đã tha lỗi cho em chưa? Dạ rồi ạ. Tha là mấy năm rồi? Cũng được là 5 năm hơn ạ. Là đã tha thứ từ cái 5 năm hơn đó. Dạ, có nghĩa là ba mẹ em á là giận em trong vòng khoảng 5 năm. Dạ đúng ạ, không nhìn mặt con gái luôn. Không nhìn mặt con gái và con gái cũng không lội ngược dòng trở về luôn. Em rất sợ, mẹ em lại không dám về. Em chỉ lén về, chạy về em thăm với em bỏ em chạy đi lại. Sợ ba đánh đòn? Chỉ sợ ba bắt em lại. Tại vì em thuộc dạng em thích tự lập, em không có muốn bị quản thúc nữa hả? Tại em đã đủ tuổi rồi, 18 tuổi là em có thể tự lo cho bản thân em được hả? Bây giờ chị chỉ hỏi em vậy thôi. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em vẫn chưa có em bé. Thế ví dụ sau này mà tụi em có em bé, rồi con em nó lớn lên nó cũng y như em vậy đó, thì ví dụ như lúc đó con gái em không gặp được một người chồng như em, tốt như em, mà gặp một cái thanh niên mà không ra gì cả và chỉ gọi là xâm phạm con gái em xong rồi là nó bỏ, thì em nghĩ thế nào? Ở đây chị muốn nói vấn đề là rất may mắn cho em gặp được chồng em với lại gia đình chồng em. Dạ vâng ạ. Cái xác suất đó là vô cùng thấp, không phải là ai cũng sẽ gặp được những hoàn cảnh như vậy. Cho nên là em xếp vào loại may mắn. Nhưng chưa chắc gì con em nó đã may mắn như vậy. Nếu như có chuyện gì xảy ra, ở đây chị muốn nói là cái việc làm của em chưa đúng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ rồi. Tại vì rõ ràng 5 năm rồi ba mẹ đã thay đổi về cái suy nghĩ là đã tha thứ cho em. Thì có nghĩa là ở đây là ba mẹ chỉ sợ em gặp trường hợp như chị vừa nói ra. Dạ đúng ạ. Đúng không nào? Dạ đúng. Cho nên ở đây nếu mà về phía chị sẽ không khuyến khích cái việc này. Dạ. Và em sau này cũng vậy, nếu em có một đứa con gái, đừng có nói là sau này con gặp cái gì thì con phải tự chịu trách nhiệm. Không có, không được như vậy. Tuy nhiên chưa hẳn là ba làm đã đúng. Bởi vì sao? Cái cách làm của ba hơi bị cứng nhắc quá. Dạ. Thành ra là làm cho em sợ ba mà em không dám chia sẻ nhiều. Đúng không? Thì ở đây Vân chỉ muốn nói là với trường hợp của hai bạn này thì là nếu như các bậc cha mẹ mà gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, hoặc các bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Cha mẹ con cái phải hiểu nhau để mà có thể bảo vệ được con mình một cách tối đa. Cái đó là cái điều kêu gọi bây giờ. Cho nên Vân nghĩ vậy đi, hai vợ chồng nên có một lời nói với cha mẹ vợ. Dạ có. Em thì là em cảm ơn gia đình nhà chồng là quá rồi. Thực ra chị cũng quá ngưỡng mộ gia đình chồng em. Nhưng mà riêng hai đứa em phải nói một lời gì đó với cha ba mẹ vợ. Nhất là dạ ba có. Con không biết phải nói như nào, nhưng mà thông qua chương trình này, mục đích của con là muốn xin lỗi ba với mẹ hả? Cảm ơn phía gia đình chồng con, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con với chồng để có cơ hội để nói ra những gì mà tụi con đã chất chứa tới 10 năm mà tụi con không dám nói. Tụi con thương ba mẹ nhiều lắm hả? Con thương rất là nhiều luôn. Nhiều lúc con nhìn ba với mẹ ngủ, con cũng muốn ôm ba mẹ giống mấy đứa em vậy đó. Nhưng mà con lại cười thôi. Nhiều lúc con muốn hỏi ba bệnh gì, ba đau cái gì không? Nhưng mà con lại không dám nói. Nhưng mà con cố gắng con sẽ kiếm thật nhiều tiền hoặc phát triển cái tài chính của mình lên để có thể lo cho ba với mẹ và thay cho mấy đứa em nữa Và cả gia đình, làm rạng rỡ gia đình luôn hả? Con xin cảm ơn hả? Con thưa với ba mẹ, dạ, thông qua chương trình này con cũng muốn nói với ba mẹ một điều.
con không phải là như những người là ba đã nhìn nhận. Con không có bồng bột như lúc trước. Từ khi mà quen con gái của ba đi á, con chín chắn nhiều. Con một lòng một dạ với lại con của gái của ba. Chắc chắn từ đây tới sau này nữa. Thì mong ba yên tâm. Thế đó, thì trong khoảng 10 năm nay, không phải là một thời gian ngắn, thì con nghĩ chắc ba cũng nhìn nhận và con ngửa con. Thì do đó thì ba cũng đã tha lỗi cho con thấy ba đã chấp nhận con rất là nhiều. Con cảm ơn ba và mẹ nhiều. Con họ cười mà tôi muốn khóc. Tụi em lên đây là mục đích là cái nhất là quan trọng là xin lỗi ba mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người tạo điều kiện cho tụi em được quen với nhau và tới với nhau ạ. Thứ hai là tụi em muốn kỷ niệm lại 10 năm tình sử ạ. Dù có thứ thốn nhiều thứ nhưng tụi em vẫn cố gắng nắm tay nhau để vượt qua điều đó. Cái nắm tay của em với chồng em là anh cũng đồng cảm được cái điều mà em vừa nói. Nhưng mà nhân đây thì anh nghĩ là em cũng nên nói một điều gì đó với bên mẹ chồng em. Bà ngoại với mẹ không? Với mẹ Thúy của em đúng không? Dạ vâng ạ. Bởi con cảm ơn bà rất là nhiều dù bà đã không còn ở trên đời ạ. Và cả ông ngoại nữa ạ. Ông ngoại là người luôn dạy cho con nhiều thứ ạ. Và cả má Thúy nữa. Má thương con lắm. Bởi con lần đầu tiên con cảm động lắm. Tại vì trước giờ con chưa được ôm mẹ con. Nhưng mà con đã được ôm má Thúy. Nên con cảm nhận được cái tình mẹ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thực sự con rất là ngưỡng mộ má Thúy hả? Chị nghĩ rằng sau đây là ba mẹ xem em sẽ hiểu được tấm lòng của con gái. Dạ. Hồi nãy Quyên có nói là Quyên chưa bao giờ em ôm mẹ em và ba em á. Thì sao chương trình này nên ù chạy về đó, nhà chạy ôm về mỗi nhà. Người một cái. Đúng rồi em ôm. Bởi vì đó là một cái vòng tay hạnh phúc. Thấy không? Bây giờ sau chương trình này em chạy về ôm má Thúy một cái. Thấy không? Xong xuôi. Lo hai cho chồng má chạy Thúy. Về lo cho ôm má Thúy. Ba mẹ vợ một cái. Đúng chưa? Được không? Rồi chúc cho hai em lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc. Dù có giông bão cỡ nào cũng vượt qua hết. Nghe. Hạnh phúc và giàu sang. Thank you.